Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, cho đến hôm nay, với sự trợ duyên của nhiều YouTuber và sự lan tỏa của mạng xã hội, sức nóng của sư Thích Minh Tuệ và hành trình đi bộ của sư vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mỗi bước chân của sư trên con đường tu tâm và giác ngộ đều thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng. Sư Minh Tuệ là một hiện tượng đặc biệt mang lại thiện cảm lớn, xúc động mạnh cho nhiều người, từ các tăng ni, Phật tử đến cả những người ngoại đạo. Đạo hạnh của sư tạo một lực hấp dẫn lớn. Trong gần một tháng qua, từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên nhiều nền tảng mạng xã hội giải trí ở Việt Nam không phải là những người nổi tiếng, thần tượng hay nhân vật chính trị nào, mà đó là một nhà tu khổ hạnh đã đi khắp đất nước Việt Nam khất thực, từ Nam ra Bắc, rồi từ Bắc vào Nam. Không chỉ ở Việt Nam, từ khóa sư thầy Minh Tuệ còn vượt ra ngoài lãnh thổ, truyền cảm hứng học Phật cho nhiều Phật tử tu tập trên khắp thế giới. Mới đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đã có mặt tại sân bay để chào đón phái đoàn các sư từ Ấn Độ, phái đoàn các sư qua Việt Nam với mong muốn lớn lao được gặp và đảnh lễ đối với sư Minh Tuệ. Dù chưa biết đây có phải là tin tức chính xác hay không, nhưng câu chuyện này đã tạo ra một niềm vui lớn và làm xúc động toàn bộ cộng đồng Phật tử cả trong và ngoài nước. Thật hoan hỷ vô cùng vì Việt Nam chúng ta có một vị sư phát tâm đi tu, công đức lan tỏa đến các nước, mà đặc biệt hơn cả là Ấn Độ, đất nước được xem là cái nôi của Phật giáo. Ấn Độ không chỉ là quê hương của Đức Phật, nơi Ngài sinh ra, trải qua cuộc đời khổ hạnh, đạt được sự giác ngộ và tại thế, mà còn là trung tâm tinh thần của Phật giáo, nơi mà tôn giáo này đã bắt nguồn và phát triển. Nguyên do vì sao mà các sư bên Ấn Độ, khi biết được sư Minh Tuệ, thì các ngài tức tốc qua Việt Nam gặp gỡ với mong muốn tỏ lòng kính trọng và đảnh lễ với sư Minh Tuệ. Lý do là gì? Có một vị cao tăng ở Ấn Độ đã mở Phật nhãn thần thông của mình và thấy được tiền kiếp của sư Minh Tuệ. Được biết vị sư này cũng rất thông mạch về kinh điển và Phật Pháp, đã tu tập từ khi còn nhỏ. Ngài nhập định và cho biết rằng ở Việt Nam có một vị Phật ra đời. Qua sự lan tỏa mạnh mẽ cả ngoài biên giới, thì hình ảnh sư Minh Tuệ được Ngài nhận định là sư Minh Tuệ là người mình đang nhắc tới, người mà cho đến hôm nay được hàng ngàn vị Phật tử và người dân cung kính đảnh lễ. Đây là một câu chuyện hết sức bất ngờ, cũng là để phát khởi từ tín tâm. Chúng ta có thể hướng đến sự hiểu biết sâu sắc về Tam Bảo và chánh pháp của Đức Phật là nguồn cảm hứng vô tận cho cuộc sống và sự tiến bộ tinh thần Phật Pháp của chúng ta. Nói về hành trình bộ hành của sư Minh Tuệ, sư đã tu hành được 9 năm và đã tu khổ hạnh được 6 năm, bắt đầu từ năm 2018. Sư thường đi đầu trần, chân đất và không ai biết đến sư. Mãi cho tới gần đây, sư mới trở thành một hiện tượng được Phật tử Việt Nam và thậm chí là cả công chúng không phân biệt tôn giáo ngưỡng mộ. Nhìn vào các nền tảng giải trí xã hội ở Việt Nam thời gian gần đây, không có người hay là chủ đề nào có sức ảnh hưởng, độ tiếp xúc và sự chú ý có thể vượt qua từ khóa Thích Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ được mọi người yêu mến, kính trọng, gọi sư là sư thầy, sư phụ. Nhưng khi đáp lại các tín đồ, thì sư tự xưng mình là con. Sự khiêm nhường ở đây chính là sự vô ngã. Sư nhặt vải ở ven đường hoặc ở nghĩa trang để may quần áo bằng ba y, nghĩa là chỉ có ba lớp vải quanh người. Mỗi ngày chỉ xin ăn một lần, thường ngồi ăn không nằm xuống, và sư ngồi thiền rất lâu, khi ngủ không nằm xuống. Ở những nơi nghĩa địa, nơi an nghỉ của những người chết hoặc nhà hoang có
công trình phúc lợi. Tài sản duy nhất của sư chính là chiếc lõi nồi cơm điện trên tay, làm mình bát khất thực. Sư đi độc hành với đôi chân trần, bất chấp dưới cái nắng hay mưa. Trước những lời khen ngợi ngưỡng mộ của dư luận, sư Minh Tuệ chỉ khiêm tốn gọi mình là người tu học, đang học giáo lý nhà Phật. Sư nói rằng, con không phải là một tu sĩ, cũng không phải là thầy của ai cả. Con chỉ là một công dân Việt Nam bình thường, tu tập và học hỏi theo giáo pháp nhà Phật. Sư Minh Tuệ không chỉ là một biểu tượng của lòng từ bi và lòng vị tha, mà còn là nguồn động viên và sự khích lệ cho hàng triệu con người trên khắp thế giới. Sự phản hồi tích cực từ cộng đồng được thể hiện qua hàng chục ngàn bình luận dưới bài viết về sư là minh chứng rõ ràng cho sức ảnh hưởng to lớn mà sư đã tạo ra. Từ những người theo đạo Phật cho đến những người không theo tôn giáo, từ giới trẻ đến người già, tất cả đều nhìn nhận sư Minh Tuệ như một nguồn cảm hứng và một người điển hình của tinh thần nhân văn. Sự kiên trì và lòng nhân ái của sư đã làm cho tên tuổi của sư vang khắp đất nước trong lòng người dân Việt Nam, cũng như vươn ra xa khỏi lãnh thổ này. Đất nước Việt Nam chúng ta quá tự hào vì có một vị chân tu như sư Minh Tuệ. Tên tuổi của sư sẽ tiếp tục tỏa sáng và lan tỏa như một ngọn đèn soi đường cho tất cả chúng sanh. Đông đảo người dân dõi theo sư Minh Tuệ, có người được gặp trực tiếp, nhưng cũng có rất nhiều người chưa có duyên gặp được. Họ thông qua mạng xã hội theo dõi cập nhật từng bước đi nơi đến của sư. Dù bằng cách này hay là cách khác, nhưng nhìn chung cả đất nước Việt Nam chúng ta đang hướng về sư Minh Tuệ. Điều này đã làm cho tháng Phật Đản trở thành dịp thi đua học tập và thực hành hạnh Phật. Trong bối cảnh nhiều người đang tò mò dõi theo trend sư thầy Minh Tuệ, một vị chân tu mà có người phải thốt lên 2.600 năm mới có một. Sư Minh Tuệ đã đưa Phật Pháp đến gần với những người ít có điều kiện học Phật hiểu Pháp, thật là việc làm công đức vô lượng. Từ việc các sư Ấn Độ bay qua Việt Nam chúng ta để gặp sư Minh Tuệ và đảnh lễ, chúng ta thấy họ đã đến với một lòng tôn kính và hy vọng gặp người được cho là Đức Phật tái thế. Chúng ta nhận ra rằng sự đức hạnh của sư Minh Tuệ không chỉ dừng lại ở một nơi, mà nó đã lan tỏa ra khắp năm châu trên thế giới. Hình ảnh của sư như một nguồn cảm hứng đã chạm đến trái tim của hàng triệu người, khơi dậy lòng tin và niềm hy vọng về Phật Pháp. Điều này là minh chứng cho sức mạnh của lòng từ bi và tầm ảnh hưởng to lớn từ một lòng thành tâm học Phật. Trước mong muốn được gặp gỡ sư Minh Tuệ của phái đoàn các sư ở Ấn Độ, thì chúng ta thấy tên tuổi và đạo hạnh tu tập của sư Minh Tuệ cũng đã lan truyền sang cả Trung Quốc và các nước khác. Các Phật tử Trung Quốc đã chia sẻ hình ảnh của sư Minh Tuệ trên mạng xã hội Weibo, và thông tin này đã lan tỏa nhanh chóng. Họ không chỉ đánh giá cao tầm ảnh hưởng và đức hạnh của sư, mà họ còn gửi đi thông điệp về sự tôn trọng đối với Phật Pháp trên toàn cầu. Việc biết rằng một vị sư bộ hành từ Việt Nam được coi là Đức Phật xuất hiện đã khiến cho tâm hồn của những người tôn sùng Phật giáo trên khắp thế giới bừng sáng lên trong niềm tin và hy vọng. Đặc biệt ở Ấn Độ, việc một vị sư như sư Minh Tuệ xuất hiện tại Việt Nam đã trở thành một chủ đề gây sự chú ý và quan tâm tại đất nước này. Mỗi khi có tin tức mới từ Việt Nam về quá trình tu hành đầy kỳ diệu của sư Minh Tuệ, không chỉ các sư mà còn các Phật tử cũng đều rất quan tâm. Những câu chuyện về sự khổ hạnh và lòng kiên trì của sư Minh Tuệ đã gợi lên hình ảnh của Đức Phật khi xưa. Sự tôn kính dành cho sư Minh Tuệ đã trở thành cầu nối tâm linh giữa các quốc gia. Thực hư về chuyện sư Minh Tuệ có phải là hiện thân của Đức Phật hay không vẫn còn đang là một ẩn số.
Nhưng nhìn vào quá trình khổ hạnh đầy rẫy khó khăn của sư, các Phật tử khắp nơi không chỉ thấy một bậc chân tu mà còn là một biểu tượng sống động của sự tu hành đúng đắn, một nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho sự phát triển tâm linh. Sự hiện diện và những đóng góp của sư Minh Tuệ đã và đang tạo nên một dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng Phật tử không chỉ ở châu Á mà còn trên toàn thế giới. Ông là một minh chứng sống cho việc thực hành và lan tỏa Phật Pháp, đem lại ánh sáng và niềm tin cho hàng triệu con tim. Những đúng sai về việc có hay không các sư Ấn Độ qua Việt Nam để tỏ lòng thành kính với sư Minh Tuệ có lẽ không còn quan trọng nữa. Vì nhìn vào hành trình đã đi qua của sư Minh Tuệ, ai cũng có thể nhận thấy một sự thật rất rõ ràng. Sư Minh Tuệ là một biểu tượng sống động của sự tu hành chân chính. Hành trình của sư từ những ngày đầu khổ hạnh với sự kiên trì và không ngừng học hỏi đã tạo nên một câu chuyện tràn đầy cảm hứng với sức mạnh tâm linh. Mỗi bước đi của sư Minh Tuệ là một minh chứng cho lòng kiên định và sự tận tụy với con đường Phật Pháp. Những gian khó mà sư đã vượt qua, những giá trị mà sư đã gìn giữ và lan tỏa chạm đến trái tim của hàng triệu con người, không phân biệt quốc gia hay là tôn giáo. Sự tôn kính và ngưỡng mộ dành cho sư không chỉ đến từ những câu chuyện kể lại, mà còn từ chính những thay đổi tích cực trong thực tế mà mọi người trải nghiệm khi thực hành theo những lời dạy của sư. Chúng ta không cần bàn cãi thêm về tính xác thực của những chuyến viếng thăm, bởi lẽ sự lan tỏa và tầm ảnh hưởng của sư Minh Tuệ đã vượt ra khỏi những biên giới thông thường. Sư đã tạo nên một di sản tâm linh phong phú bằng người thực, việc thực, mắt thấy tai nghe rõ ràng, kết nối những trái tim hướng về sự thiện lành và giác ngộ. Những giá trị và bài học từ sư Minh Tuệ đã, đang và sẽ tiếp tục lan tỏa, trở thành nguồn động lực mạnh mẽ cho thế hệ hiện tại và cho tương lai. Sư Minh Tuệ không chỉ là một vị sư, một vị chân tu, mà còn là một ngọn đèn soi sáng con đường cho nhiều người, nhiều Phật tử. Hành trình tu hành của sư là biểu tượng cho sự kiên trì, lòng từ bi và trí tuệ. Chính vì thế, bất kỳ tranh cãi nào về việc các sư Ấn Độ đến Việt Nam cũng không thể làm mờ đi ánh sáng của những gì sư Minh Tuệ đã và đang đóng góp cho cộng đồng Phật tử toàn cầu. Hãy để hành trình của sư Minh Tuệ trở thành nguồn cảm hứng bất tận, dẫn dắt chúng ta trên con đường tu tập và làm phong phú thêm đời sống tâm linh của mỗi người. Quý vị thân mến, việc sư Minh Tuệ đi khất thực từ Bắc vào Nam không còn xa lạ với người dân Việt Nam chúng ta trong những ngày qua. Bàn về việc sư Minh Tuệ đi hành khất, đã có không ít các cá nhân trình bày những quan điểm của mình, nhưng lại gắn cho đó là những giáo lý của Đức Phật. Gần đây nhất vào ngày 2 tháng 6, một loạt phát ngôn của một người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng công chúng được đăng tải trên fanpage có 2,2 triệu lượt người theo dõi, cùng dấu tích xanh xác nhận chính chủ của cô. Fanpage có tên là Angela Phương Trinh, với nội dung bài đăng được cô chia sẻ như thế này: Phật tử nên biết rõ sự khác biệt như sau. Chư Tăng ôm bát đi khất thực một chút buổi sáng rồi quay về tịnh xá ngồi thiền, lễ bái tụng kinh học đạo lý. Còn anh Tú đi từ Bắc vô Nam để trình diễn theo chỉ đạo của tổ chức ngầm. Chư Tăng có truyền thừa nối tiếp từ Đức Phật, còn anh Tú tự xưng rồi chối biến mình không phải là tu sĩ, nhưng vẫn đón nhận sự cung kính của mọi người giống như lừa đảo. Chư Tăng có giấy tờ hợp pháp từ hành chính quốc gia đến hành chính giáo hội để đảm bảo có sự quản lý về tư cách phẩm hạnh, còn anh Tú không có giấy tờ tùy thân gì. Chư Tăng tu hành khiêm cung kính đáo, mỗi ngày lễ Phật tụng kinh, ngồi thiền, học đạo lý, giảng dạy, làm các việc công đức khác, còn anh Tú chỉ đi chứ không biết tu hành gì, không biết đạo lý là gì.
Chư Tăng ngày xưa mặc áo giá, vì lúc đó vải rất hiếm, ai cũng ghép nhiều mảnh hơi khác màu, miễn sao che thân kín đáo. Bây giờ vải dốc sản xuất nhiều nên không cần phải ghép. Còn anh Tú ghép để biểu diễn, chứ không phải vì nghèo, mà có ghép thì có công nghệ chứ không phải ghép bừa. Chư Tăng không bao giờ dám bộc lộ sự cao thượng của mình, không dám phơi bày giá trị cao quý của mình. Còn anh Tú thì có tổ chức chỉ đạo từng bước đi, có tổ chức dùng truyền thông thời đại để đẩy lên làm ngọn cờ đầu chống phá Phật giáo. Chư Tăng cố gắng hỗ trợ nhau tu hành và giáo hóa, tán dương lẫn nhau để bảo vệ uy tín cho nhau. Còn anh Tú mặc cái áo ghép xong là chửi tan nát cả giáo hội. Chư Tăng cúng dường qua lại cho nhau, vui mừng khi thấy có các thí chủ biết phát tâm cúng dường cho chùa. Còn anh Tú kêu đừng cúng dường với mục đích chặn mất nguồn sống của Tăng Ni, khiến cho đạo Phật tự quỷ diệt luôn. Còn nhiều sự khác biệt lắm. Kính thưa quý vị và các bạn, sau bài đăng nói trên của cô thì hàng loạt chia sẻ bình luận. Người thì phẫn nộ, một số kẻ thì đồng tình. Mạng xã hội xảy ra hai thái cực đối lập nhau, nhưng đa số cộng đồng mạng lên án tẩy chay cô này. Nhưng khi rất nhiều người đang tìm thấy cho mình chữ buông bỏ từ sư Minh Tuệ, thì có lẽ chúng ta không tin nổi một người phụ nữ xinh đẹp có nhan sắc lại đưa ra những câu nói khiến đại đa số cộng đồng ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Nhất là vì cô gái đó có nhắc đến sư Minh Tuệ, một vị chân tu đang được hàng triệu con tim hướng về. Đến cả các trang báo chí uy tín chính thống cũng phải nhận định rằng phát ngôn của cô là rất ngông cuồng và coi thường pháp luật, cần phải bị xử phạt nghiêm để răn đe những người nổi tiếng khác. Chúng tôi xin trích lại bài báo được đăng tải trên báo Vietnamnet, vì báo chí sẽ là nơi đưa thông tin khách quan và công tâm nhất tới quần chúng. Cô này đã công nhiên gọi tất cả những người ngợi ca đồng hành với sư Thích Minh Tuệ là ngọn cờ đầu chống phá Phật giáo. Mà đã là chống phá thì, theo như ý của cô, được gọi là giặc. Chúng ta biết những năm gần đây, cô diễn viên này không còn đóng góp gì cho nghệ thuật, thay vào đó là những phát ngôn gây sốc hoặc lan truyền thông tin sai sự thật. Loạt phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến vụ việc sư Thích Minh Tuệ đi bộ hành theo hình thức thực hành phương pháp tu hành Đầu Đà nhiều năm. Phát ngôn gây sốc, thông tin về sư thì sai. Các nội dung được đăng tải dưới các hình thức bài viết và video có giọng điệu gay gắt, ngôn từ nặng nề, mang mục đích quy chụp hạ thấp uy tín của một số cá nhân tổ chức. Điều đáng nói là cô này liên tục gọi những quan điểm trái ngược là truyền thông bẩn, những người có quan điểm hành vi trái ngược là giặc, cho rằng họ đang phá hoại, chống phá Phật giáo. Trong một bài viết, cô này còn xúc phạm tôn giáo khác. Mỗi nội dung được đăng tải của cô thu hút hàng ngàn lượt tương tác. Phần lớn người dùng mạng thể hiện cảm xúc phẫn nộ. Từng bài viết, video lượt bình luận trên trang ít do cô hạn chế tương tác. Trước đó, diễn viên này cũng thường đăng các clip bài giảng của một sư thầy, thu hút hàng trăm bình luận trái chiều. Vị sư mà vừa qua nhận không ít gạch đá tẩy chay của dư luận với các bài giảng nhân quả gây hiểu nhầm. Cô còn đăng các câu chuyện về luật nhân quả gây tranh cãi. Vào tháng 8 năm 2021, cô đăng tải câu chuyện nhân quả đôi chân nhái về một cặp trẻ song sinh có đôi chân khuyết tật bẩm sinh là do bố mẹ hành nghề bắt nhái, kèm hình ảnh không xác định của một cô bé khuyết tật. Một lần khác, cô lại chia sẻ về chủ đề nhân quả qua việc sát sinh kèm hình một chú trâu khóc khi biết sắp bị xẻ thịt, bị cộng đồng chê cười vì nhầm ảnh của một con bò. Ngoài ra, cô còn thường xuyên lan truyền kiến thức sai lệch hoặc không có cơ sở khoa học gì. Trong một bài viết, cô hướng dẫn người dùng mạng chữa ung thư bằng cách nói chuyện với khối u và niệm Phật. Tháng 10 năm 2021,
cô bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật về việc chữa trị COVID-19 bằng dung đất. Điều đáng nói là chỉ một ngày sau đó, cô tiếp tục chia sẻ bài viết có tiêu đề Ung thư nhỏ dần nhờ dùng đĩa lông tươi và lại Phật sám hối, khẳng định câu chuyện hình ảnh người thật việc thật về một người phụ nữ khỏi bệnh ung thư sau 4 tháng nhờ nuốt dung và sám hối. Chúng ta thử đặt ra câu hỏi liệu cô có bị oan hay không? Tài khoản của cô đang sử dụng là chính chủ với hơn 2,2 triệu lượt người theo dõi, chứ không phải là tài khoản ảo hay là bị mạo danh. Trên trang tài khoản đang hoạt động đến nay, ngoài các nội dung gây tranh cãi, còn duy trì việc cập nhật hình ảnh của cô, quảng bá cơ sở kinh doanh, các khóa tu Phật giáo, quảng cáo sản phẩm nhãn hàng. Điều này cho thấy các kênh này được vận hành chuyên nghiệp bởi nữ diễn viên và ekip. Theo quan sát, năm 2023, cô thỉnh thoảng vẫn hoạt động như một người nổi tiếng. Cô xuất hiện tại các sự kiện, chụp bộ ảnh và trả lời phỏng vấn báo chí. Từ đầu năm 2024 đến nay, cô hầu như chỉ tập trung cho kinh doanh và sinh hoạt tôn giáo. Là người hoạt động trong showbiz nhiều năm, cô không có tác phẩm cá nhân, không đóng góp gì cho nghệ thuật lẫn giải trí. Sự nghiệp của người đẹp nói chung mờ nhạt và nhiều tai tiếng và thị phi. Việc cô thay đổi hình tượng đột ngột với loạt phát ngôn gây sốc liên quan đến sư Minh Tuệ và chia sẻ đồng tình về một sư thầy rất nổi tiếng thị phi những ngày gần đây gây khó hiểu từ người đẹp. Trước đây cô hoạt động truyền thông xã hội an toàn, thì bây giờ cô bất ngờ tham gia bình luận các vụ việc nóng, tích cực tuyên truyền quan điểm tư tưởng với nội dung văn mẫu, giọng điệu gay gắt đanh thép cùng với ngôn từ sắc bén gợi nhớ đến phong cách của các dư luận viên chạy theo trend. Nhiều người quen của cô chia sẻ riêng với Vietnamnet rằng họ cảm thấy xa lạ, không cho rằng các nội dung trên là do cô trực tiếp viết. Trước đó, cô và một số người nổi tiếng từng đồng loạt đăng bài viết bên vực một sư thầy có nội dung khuôn đúc. Dù nhiều năm không tham gia hoạt động giải trí, nhưng cô vẫn là người nổi tiếng có sức ảnh hưởng nhất định đến công chúng. Loạt phát ngôn gây tranh cãi của người đẹp này có dấu hiệu vi phạm quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật theo quyết định 3196, quyết định của Bộ Văn hóa Thông tin Du lịch ngày 13 tháng 12 năm 2021. Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội theo quyết định 874, quyết định của Bộ Thông tin Truyền thông. Từ năm 2021, những bài viết chia sẻ về kiến thức sai lệch có thể là căn cứ để xử phạt hành chính theo Điều 101 về vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội trong Nghị định 1/2020, Nghị định Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử trên mạng xã hội. Nhiều tài khoản kêu gọi cơ quan quản lý vào cuộc xử lý cô này. Thượng tá, nhà văn, nhà báo Nguyễn Hồng Lam viết, vì cô được coi là người của công chúng, nên tôi nghĩ các cơ quan quản lý văn hóa cần phải có những chế tài trừng phạt thích đáng với cô, khóa hẳn những tuyên bố sai trái và vô đạo đức đó lại. Đó là điều cần làm để văn hóa không bị nhét rác bôi bẩn và phỉ báng, cũng để dạy dỗ một kẻ mang mác nghệ sĩ phải biết cách hành xử, phát ngôn thực sự có văn hóa. Hiện tại, bài viết trên fanpage Angela Phương Trinh đã bị giới hạn quyền bình luận, chỉ có chia sẻ. Đến sáng ngày 3 tháng 6 đó, có 110.000 lượt chia sẻ bài viết, chia sẻ với Vietnamnet, bạn đọc có những bình luận như thế này. Diệu Mai, đúng vậy, tôi đề nghị xử phạt nghiêm minh Túng Sài Gòn. Tôi thấy cô này bị xử lý là quá hợp lý rồi. Liễu Nguyễn, bài viết quá hay. Cảm ơn tác giả bài viết đã nói lên tiếng nói của nhiều người. Rất mong cơ quan chức năng xem xét và xử lý cô diễn viên Angela Phương Trinh. Cao Nam, ủng hộ Vietnamnet nói lên sự thật. Cứ tưởng em đẹp, em có tiền
nên em tự cho mình có quyền phát ngôn như thế sao? Cần xử phạt thích đáng, rất đồng tình với tác giả bài báo. Đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý thích đáng kẻ đã và đang kích động gây rối trật tự an ninh xã hội là Angela Phương Trinh. Cũng có bạn đọc tên là Nguyễn Thị Hương đã bình luận và phân tích rất dài rằng: xin lỗi em, có thể chứng minh gia đình em đã đóng góp gì cho Việt Nam thời chiến tranh chưa? Nhưng mà ông nội tôi, ba tôi là chiến sĩ có công với cách mạng, bị giặc bắn hát đùi, bị tù đầy ở Côn Đảo 10 năm và nhận được danh hiệu anh hùng có công với cách mạng của Thủ tướng Việt Nam, góp phần giành hòa bình cho em sống an ổn. Hôm nay và trong thời bình, tôi cùng một lòng với Việt Nam, cùng mọi người lan tỏa yêu thương, giúp đỡ những người khó khăn, cứu nhiều sinh mạng và xây nhiều ngôi nhà tình thương. Còn Sư Minh Tuệ tham gia 3 năm nghĩa vụ quân sự. Ba của Sư Minh Tuệ cũng là bộ đội. Trong nhà sư để hình Bác Hồ, chùa sư tu cũng để hình Bác Hồ, Facebook của sư trước khi đi bộ hành cũng để hình Bác Hồ. Vậy thì em chứng minh em đóng góp gì cho đất nước khi còn chiến tranh và khi hòa bình đi? Căn cứ nào mà em nói thầy Minh Tuệ, tôi và những người ủng hộ thầy là giặc? Em tu giỏi quá nên dạy mọi người. Em tu tới mức chửi một người không làm gì em, không hại gì em, không có gì trong tay. Chửi luôn nhà báo và những người có chức có quyền. Chúng tôi là ai? Đạo Phật từ bi em học được gì? Hay em nghĩ là em có tiền, có quyền, đẹp và có người chống lưng thì em đạp họ và cho họ xấu xa như em nghĩ? Không coi họ ra gì cả. Chính quyền nên vào cuộc điều tra làm rõ hành vi xúc phạm, vu khống, quy chụp trong tất cả các bài đăng ấy. Nếu không, em ấy đang kích động chia rẽ sự đoàn kết dân tộc, rất nguy hiểm cho xã hội. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ mọi Phật tử đều hiểu được câu chuyện tự lăng xê Phật sống bằng drama của một số người, và chính nữ diễn viên này đã dùng hình ảnh của Sư Minh Tuệ để chà đạp lên con đường tu hành cực khổ 6 năm qua hay không? Hẳn chúng ta đủ thông thái và tin tưởng để nhận ra mục đích của người đẹp này. Đường ướt đất quế không cản bước sư thầy, và đến tối mùng 2 tháng 6, cơn mưa tại mảnh đất quế rất dai dẳng và như nghiêng trời dội nước xuống Hương Trà. Rất thương các hành giả vẫn thoăn thoắt dẫn bước, đầu trần chân đất như hạnh nguyện. Thương bà con Phật tử đội mưa đứng đợi bậc chân tu để chờ góp bước chân theo một đoạn đường. Thương các anh công an, cảnh sát giao thông, dân phòng phân luồng phân lối dưới mưa. Có gì cao hơn cả hạnh nguyện? Không có gì có thể ngăn nổi bước chân hành đạo. Có gì cao hơn đức tin thì mới ngăn nổi bước chân Phật tử ra ngóng một bậc chân tu. Vì thế, lòng thương thấm đẫm, thêm lòng ngưỡng mộ và thấm mùi đạo vị, vì Phật tính trong mỗi con người. Dõi theo bước chân đi, 17 giờ ngày 11 tháng 6, nơi ngủ tối 11 tháng 6 của Sư Minh Tuệ và Quynh Đệ là một trường trung học cơ sở Hà Tế Hạnh, phường Tứ Hạ, thị trấn Hương Trà, huyện Hương Trà, cửa ngõ vào cố đô Quế. Nhà thơ, nhà văn Nguyễn Quang Thiệu đã viết về tương lai của Sư Minh Tuệ như sau: Ngài đã đi, như đang đi một cách lặng lẽ, trước khi chúng ta biết đến Ngài. Ngài không đại diện cho ai, Ngài không phải báo cáo ai, Ngài không cần một lời khuyên, Ngài không thuộc về ai, không thuộc về điều gì, Ngài chỉ thuộc về Ngài. Mọi chuyện đang diễn ra quanh Ngài là của chúng ta, không phải của Ngài. Ngài chỉ có một hành động duy nhất là bước đi và bước đi. Người ta ngợi ca Ngài, Ngài vẫn đi. Người ta chửi rủa Ngài, Ngài vẫn đi. Người ta rải hoa, Ngài vẫn đi. Người ta rắc gai, Ngài vẫn đi. Người ta chào đón, Ngài vẫn đi. Người ta xua đuổi, Ngài vẫn đi. Rồi đến một ngày, người ta sẽ không nói về Ngài như lúc này, Ngài vẫn đi. Rồi đến một ngày,
người ta sẽ không đi theo Ngài như những ngày này, thì Ngài dẫn đi. Rồi đến một ngày, người ta lãng quên Ngài, Ngài dẫn đi. Nhưng Ngài không thể đi mãi. Ngài sẽ già yếu, bệnh tật hoặc kiệt sức. Ngài dừng lại ở đâu đó trên cánh đồng ven đường, giữa gốc cây, cạnh hồ nước hay trong nghĩa địa. Và trước khi trút hơi thở cuối cùng, tôi chỉ tin Ngài chỉ nghĩ một điều: ta đã đi, còn mọi người vẫn tiếp tục sống như đời sống trên thế gian này. Hàng ngàn năm nay, lao động kiếm tiền, ăn ngủ, cãi chửi, tranh giành nhau, giết chóc, trung thành phản bội, lừa đảo, sáng tạo, ảo tưởng, tuyệt vọng, thức tỉnh, u mê. Thưa quý vị và các bạn, còn đây là một câu chuyện khác, nói về đường tu hành của Sư Minh Tuệ. Có một Phật tử hỏi thầy: thưa thầy, tại sao không tu ở chùa mà lại đi lang thang khất thực như thế này cho khổ vậy thầy? Thầy trả lời rằng: phải đi ra tiếp xúc với thế gian mới xả ly được hết cái sân si của mình. Ở trong chùa thanh tịnh vắng vẻ, cũng ba y một bát, nhưng tính chất nó khác. Không tiếp xúc với ai, không va chạm với thế gian, thì làm sao biết mình đã hết sân, hết si? Đi ra ngoài, nắng mưa, người ta chửi mắng, đánh đập, khen chê, xin cơm người, cho người không phải chịu đắng cay, tủi nhục, mới rũ bỏ được hết tham sân mạng nghi, mới đi tới chánh đặng chánh giác. Ở trong nhà mà bảo tôi đã hết sân si rồi, thì làm gì có tiếp xúc với ai đâu. Mà nổi sân si làm gì, có ai tới phá phách gia chạm gì đâu mà sân si. Phải ra ngoài biết khổ đau thì mới thoát được khỏi khổ đau. Phải đi tới tận cùng của cái khổ rồi thì sẽ không còn gì có thể làm cho mình khổ nữa. Bao nhiêu sự chấp niệm, sân si, phỉ báng, cười cợt nhã, coi thường suốt những tháng ngày qua, cho đến tận ngày hôm nay, không cần phải chứng minh điều gì cả, chỉ cần đất trời nhìn thấu, không cần phải thấu lòng người. Chúc Sư Minh Tuệ tu tập tinh tấn trên con đường tu học của mình ngày càng trí huệ. 6 năm tu hạnh Đầu Đà, 6 năm đi bộ xa nhà người thân, 6 năm một bữa ăn chay, 6 năm ngồi ngủ không chăn đắp, người 6 năm không khóc chỉ cười, 6 năm y áo chẳng nhờ một ai, 6 năm chỉ biết ăn chay, 6 năm nếm đủ đắng cay cuộc đời, 6 năm khổ hạnh của người, mang bao tai tiếng, nhiều lời thị phi. Thế nhưng sư vẫn cứ đi, không quan tâm đến sân si đời người. Lúc nào sư cũng cứ cười, cho dù thiên hạ buông lời gièm pha, cầu mong Đức Phật Thích Ca để thầy tìm được ngôi nhà Tây Phương. 6 năm rồi, sư đã xưng với tất cả nhân gian này bằng con rồi, nghĩa là Ngài đang xem cả nhân gian là cha mẹ. Sư khiêm nhường đến vậy, thế gian này có mấy ai? Sư lặng lẽ âm thầm bước với bàn chân trần, bước những bước chân khất thực không mong cầu gì, chỉ để ước mong được học cho hết, nhận cho hết giá trị chân tu. Sư đã quyết chí đi tới giới không của một bậc chân tu sĩ nguyện theo ánh sáng các bậc chân tu từ hàng ngàn năm trước. Từ việc làm lan tỏa của Sư Minh Tuệ, chúng tôi tin là các bạn cũng bắt đầu thay đổi từ những việc làm ý nghĩa rất nhỏ bé để bớt giảm buông tham sân si, để tĩnh lặng hơn, tiến dần tới thanh cao của sự buông bỏ những điều quanh mình, để mình sống nhẹ hơn, có lợi cho công việc, cho ứng xử, cho quan hệ, cho cuộc sống này. Đi tới một chữ tự nguyện, một chữ buông, gian ngân như tiếng chuông chùa được lan tỏa từ Sư Minh Tuệ. Quý Phật tử và quý khán thính giả đang theo dõi kênh, đang nghe Pháp học Phật, có suy nghĩ gì, có suy nghĩ như thế nào qua việc phát ngôn ngông cuồng của cô diễn viên nổi tiếng gọi Sư Minh Tuệ là giặc, chế giễu nổ cơm điện, và những bước chân của sư và các vị đồng tu đang lan tỏa điều thiện lành trong tâm ý của mọi người?
quý vị hãy để lại những lời cầu chúc an lạc nhất dưới phần bình luận của video, cũng như luôn nhìn theo bước chân không nghỉ của sư Minh Tuệ. Mọi việc đúng sai, chúng ta hãy dùng tâm hướng Phật để cảm nhận. Chúng ta không nên quy chụp, chia sẻ, truyền bá những luận điệu sai trái, những chia sẻ mang tính chủ quan cá nhân chưa được kiểm chứng. Chúng tôi tin rằng không có khó khăn nào có thể làm cản bước chân của một vị tu hành chân chính. Ngọc càng bài sẽ càng sáng. Có chăng những khó khăn cản trở, những thử thách thị phi, những bịa đặt sai trái sẽ càng làm cho sư Minh Tuệ sáng hơn trong lòng của dư luận. Hãy để thời gian là thước đo cho mọi chuẩn mực đạo đức, cho lòng tin của mỗi con người. Sư Minh Tuệ, một tu sĩ đã dành nhiều năm trong sự tĩnh lặng và khổ hạnh, bất ngờ trở nên nổi tiếng không mong muốn trên các mạng xã hội như TikTok, YouTuber và Facebook. Trước đây, hành trình tu tập của sư Minh Tuệ thường diễn ra trong yên bình và thanh tịnh. Sư đi từng bước một trên con đường tu hành một mình, tập trung vào việc rèn luyện tâm hồn và thực hành các nguyên lý Phật Pháp. Tuy nhiên, mọi thay đổi đột ngột đến từ sự xuất hiện của sư trên mạng xã hội làm cho hành trình tu tập của sư trở nên bị ồn ào hơn bao giờ hết. Không chỉ có những người hiếu kỳ đến xem, mà còn có rất nhiều người mặc đồ giống như sư, mang theo các đồ dùng giống như ruột nồi cơm điện, và đặt ra hàng loạt câu hỏi về động cơ và mục đích thực sự của họ như thế nào. Thưa quý vị, mới đây, công chúng lại tiếp tục đổ dồn sự quan tâm và hiếu kỳ đến một nhân vật khác. Một người tự phát nguyện buông bỏ hồng trần để được đồng hành cùng với sư Minh Tuệ trên những chặng đường bất kể nắng to hay là mưa bão. Đêm đêm cùng sư ngồi thiền và nghe sư nói về Phật Pháp. Theo đó, người đàn ông với vẻ ngoài rắn rỏi khô khan được cộng đồng mạng đánh giá dài năm thất rộng, thân 10 thước cao. Trên gương mặt lại hằn lên một thoáng bậm trợn dữ dằn. Thậm chí các phần ngón tay, ngón chân của người đàn ông cũng to lớn dị thường hơn nhiều so với những người khác. Mặc dù vậy, có lẽ nhờ tu tập một thời gian, nên ở nơi người đàn ông này vẫn có chút hiền lành từ bi, khiến cho nhiều người liên tưởng đến vị kim cang lực sĩ thường được đặt trước cổng chùa. Theo như chia sẻ được biết, tên đầy đủ của ông là Đặng Văn Phóng, sinh năm 1982, quê ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, là một doanh nhân thành đạt, có nhà và cơ ngơi to lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã có vợ có con, nhưng sau một lần ngồi thiền, nằm mộng, thấy mình đi tu, nên đã tự phát nguyện từ bỏ mọi thứ chốn bụi trần mà đi theo đồng hành cùng với sư Minh Tuệ trên những nẻo đường của đất nước. Trước hình ảnh của người đàn ông, cộng đồng mạng đã cho rằng đây là chân dung của một vị hộ pháp sẽ đi cùng với sư Minh Tuệ và bên cạnh sư trên con đường tu tập. Câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu người này không chỉ có những hành động đặc biệt như tỏ ra quyết đoán trong việc xua đuổi những người lạ mặt đi theo sư Minh Tuệ, mà còn có những phát ngôn lạ trên hành trình bộ hành của mình. Vị hộ pháp khẳng định, nếu như ai nhìn thấy thầy Minh Tuệ nằm ngửa ra, tôi cho 1 tỷ, tài khoản tôi vẫn còn tiền. Những lời khẳng định mạnh mẽ của ông đã làm cho câu chuyện xoay quanh ông trở nên hấp dẫn và khơi gợi sự hiếu kỳ từ phía đông đảo quần chúng. Tuy nhiên, mới đây nhất, trao đổi với báo Công Thương, anh Ca, người được giới thiệu là cháu của hộ pháp Kim Cang, cho biết ông Phóng, quê gốc ở Hải Dương, trong gia đình có đông anh em. Mẹ ông Phóng mất sớm, người đàn ông này có thời gian làm mỏ than ở Quảng Ninh, đã mua được nhà tại vùng đất mỏ, nhưng chơi bời nợ nần, ông Phóng đã bán nhà và cùng vợ con vào thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2015, rồi thuê nhà trọ sinh sống và bán hàng ở ven đường. Anh Ca chia sẻ thêm, ông Phóng không phải là người tu tập. Người đàn ông này đi theo sư Minh Tuệ
với mục đích dọa đi tu để gây sức ép với gia đình, bởi những việc ông này từng làm ảnh hưởng tới mọi người. Chú ấy có phải doanh nhân, doanh nghiệp gì đâu, vẫn đang thuê nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, vợ con thì vẫn đang khổ cực ở nhà, chứ có sung sướng gì. Vợ chú ấy không có công ăn việc làm, chỉ ở nhà may thuê, nuôi hai đứa con nhỏ, một đứa 4 tuổi bị tự kỷ, chậm nói, khổ lắm. Bản chất của chú ấy không phải là cục càng thô lỗ đến vậy, chả hiểu sao lại thế, chỉ khổ vợ con ở nhà. Anh ca nói, và cho biết gia đình ông Phóng rất mệt mỏi về việc này. Anh ca cũng cho rằng, chú mình đi theo sư Thích Minh Tuệ với lý do riêng, nhưng ai nói đi tu cũng tu được đâu, làm gì có Phật nào dạy bỏ vợ bỏ con để đi theo sư Minh Tuệ. Đi như thế là theo tâm lý đám đông, là A-dua, chứ có phải tu đâu, chỉ khổ người trong gia đình như thế không phải là tu. Anh ca nói như thế. Theo nam thanh niên, gia đình rất bức xúc vì ông Phóng bỏ bê vợ con, nên muốn nói lên sự thật, để người này hồi tâm chuyển ý qua về, đừng để vợ con ở nhà suốt ngày khóc lóc. Chú ấy đi để vợ con ở nhà khổ thế thì không phải là tu. Nhiều người đi mục đích là vì nổi tiếng, chú ấy đi chả mục đích gì, ngoài tạo sức ép cho gia đình, còn mang tiếng xấu bỏ vợ con ở nhà xua đuổi người khác. Còn bảo đi để bảo vệ sư Minh Tuệ, thực chất thì có ai làm gì sư Minh Tuệ đâu mà cần phải bảo vệ. Anh ca bức xúc nói như vậy. Trong hành trình bộ hành của mình, sư Thích Minh Tuệ từng tâm sự rằng, những người đi cùng không phải là đệ tử, mà chỉ là những ai muốn đồng hành và chia sẻ hành trình của sư. Sư không cần những người đi cùng bảo vệ, nhưng nếu ai muốn đi cùng thì sư cũng không ngăn cản. Mỗi khi dừng chân nghỉ ngơi, sư Minh Tuệ luôn dành thời gian để trò chuyện với những người đồng hành của mình. Sư chia sẻ những câu chuyện, những tâm sự về cuộc sống và tu hành, tạo ra một không gian giao lưu và chia sẻ chân thành. Quan trọng hơn, sư luôn khuyến khích họ tự do quyết định về việc tiếp tục và kết thúc cuộc hành trình. Sư luôn nhấn mạnh rằng, quyết định thuộc về từng người và rằng họ cần suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Trong cuộc hành trình tu tâm và tu hành của sư Minh Tuệ, vai trò của người được gọi là thần hộ pháp được nhấn mạnh, mặc dù xoay quanh sư là nhiều câu chuyện trái chiều. Có thể có những thông tin chưa được kiểm chứng và có thể bị hiểu nhầm, dẫn đến việc tạo ra những câu chuyện không chính xác, làm ảnh hưởng đến hành trình sư Minh Tuệ tu dưỡng bản thân. Nhưng điều trân quý mà ta thấy trước mắt đó chính là sự buông bỏ thân tâm, rời xa hỷ nộ ái ố của một số quần chúng đang đi theo sư Minh Tuệ. Trong cuộc hành trình tu tâm và tu hành của sư Minh Tuệ, vai trò của người được gọi là thần hộ pháp được nhấn mạnh, nhưng đồng thời cũng tồn tại nhiều sự thắc mắc và tranh cãi xoay quanh nhân vật này. Có thể có những thông tin về ông chưa được kiểm chứng một cách cẩn thận, và điều này có thể dẫn đến việc tạo ra những câu chuyện không chính xác hoặc hiểu nhầm. Tuy nhiên, điều mà ta không thể phủ nhận là sự tận tụy của người được biết đến với biệt danh thần hộ pháp này. Trong hành trình bảo vệ và đồng hành cùng sư Minh Tuệ, ông đã buông bỏ mọi khao khát cá nhân và rời xa những điều vật chất hỷ nộ ái ố để tập trung vào con đường tu hành và phục vụ chính Phật Pháp. Cho dù những lời đồn đoán là đúng hay sai, có đi xa tới đâu đi chăng nữa, thì chúng ta hãy để cho mỗi bước chân của vị hộ pháp theo sư Minh Tuệ được thông dong nhẹ nhàng, không vướng chút bụi trần. Ai trong chúng ta cũng có quá khứ, cũng có những lúc mắc sai lầm, nhưng không vì thế mà chúng ta lấy quá khứ để đánh giá hiện tại và tương lai của một con người. Tu là giác ngộ, là quay đầu, là sửa sai, là hướng đến sự giải thoát thân và tâm. Hãy để tinh thần của những người hộ pháp luôn thanh tịnh, để họ có thể giữ cho con đường tu hành luôn trong sạch và an yên. Đúng hay sai, chỉ bản thân họ
mới có thể cảm nhận được là phước hay họa thì chính họ sẽ phải tự chịu trách nhiệm với những phát ngôn cũng như việc làm của chính mình. Chúng ta, những người nghe Pháp, tin vào Phật Pháp, vào nhân quả, không nên hùa theo đám đông công kích hay là phán xét ai. Bản thân hãy tự chiêm nghiệm, sàng lọc thông tin để có cái nhìn đúng đắn đầy trí tuệ trước những cơn bão mạng xã hội này. Thời gian gần đây, khắp mạng xã hội tràn ngập hình ảnh một vị sư đầu trần, chân đất, đắp một tấm y, chấp giá từ nhiều mảnh vải được nhặt nhạnh từ đâu đó, và ôm bình bát tự chế bằng ruột nồi cơm điện, đi khất thực dọc theo chiều dài con đường quốc lộ mà không xác định điểm đến. Nhiều người nói rằng vị sư này đã đi như thế suốt chiều dài đất nước Việt Nam từ nhiều năm qua, cứ từ Nam ra Bắc, rồi từ Bắc vào Nam, nghe nói đã được 4 dòng ra vào như thế. Sư đi chỉ để mà đi, không cần điểm đến. Vị sư này chính là thầy Thích Minh Tuệ. Thầy nói với mọi người rằng mình không phải là tăng sĩ của giáo hội. Thầy không nhận đệ tử, nói rằng không dám làm thầy của bất cứ ai, mà chỉ là người đang tập học theo lời dạy của Phật. Thầy không nhận cúng dường bằng tiền bạc, chỉ nhận thức ăn trong buổi sáng để ăn vào giữa ngày ngọ thực. Ngoài ra thầy không nhận bất cứ thứ gì khác. Thầy cũng không vào trú ngụ trong nhà người dân, mà dừng lại ngủ nghỉ ở bất cứ nơi nào vào cuối ngày. Gốc cây, cánh đồng trống, nghĩa trang đều là nơi thầy có thể nghỉ qua đêm. Và khi ngủ nghỉ, thầy cũng chỉ ngồi không nằm. Khi viết những dòng này, thì những bước chân độc hành của thầy không còn là độc hành nữa, mà đã có hàng ngàn người nối bước đi theo, thậm chí là vây quanh thầy bất cứ khi nào có thể. Và họ đi chỉ để được đi theo thầy, cũng không cần phải đi đến đâu. Những ghi nhận trên đây là thực tế nhìn thấy, nghe, biết từ xa, chưa bàn đến việc đúng hay sai, nên hay là không nên. Với công năng của mạng xã hội ngày nay như Facebook, TikTok, YouTuber, thì số lượng người nhìn thấy và nghe biết như vậy đã lên đến hàng trăm ngàn, nếu không muốn nói là có thể đến hàng triệu. Và như vậy, câu chuyện về thầy Minh Tuệ không chỉ dừng lại ở những ghi nhận đơn thuần về việc làm của một cá nhân, mà đã tạo ra những ấn tượng mạnh mẽ ở những người xem thấy hay nghe biết. Những ấn tượng đó là tích cực hay là tiêu cực? Tất nhiên là còn tùy thuộc vào sự hiểu biết và cảm nhận của mỗi người, không ai giống ai. Tuy nhiên, trong số rất nhiều ý kiến bài viết về thầy Minh Tuệ đang lưu hành qua Internet, có thể tạm phân chia thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất, phản đối, chê trách. Nhóm thứ hai, ngợi khen, tán thán. Và nhóm thứ ba là bày tỏ sự hoài nghi không xác định. Trong thực tế, có một số bài viết rơi vào cả hai hoặc ba nhóm này. Khi người viết vừa tán thành ở một số điểm, vừa không tán thành ở những điểm khác, và thậm chí còn có cả những điểm hoài nghi không xác định. Do vậy, bài phân tích này sẽ không đề cập riêng đến ý kiến của bất kỳ ai, mà chỉ xin nêu ra những điểm người viết thấy cần góp ý như sau. Cùng một hiện tượng mà có thể tạo ra nhiều luồng ý kiến phức tạp khác nhau, điều này quả thực là ít có. Bài viết này không có tham vọng đưa đến một sự nhận hiểu đồng thuận về việc làm của thầy Minh Tuệ, bởi điều đó tất nhiên là bất khả thi. Tuy nhiên, quan điểm của người viết là một khi đã nêu ý kiến trước công luận, có nghĩa là chấp nhận chia sẻ với nhiều người, chứ không chỉ riêng mình biết, thì cần thiết phải tôn trọng những chuẩn mực chung. Và trong trường hợp của người Phật tử thì chuẩn mực chung cao nhất chính là kinh điển, chứ không phải là những ý kiến chủ quan của bất kỳ ai. Do vậy, đứng trước một vấn đề, chúng ta ai cũng có quyền khen ngợi hoặc là chê trách. Nhưng điều quan trọng là sự khen ngợi hoặc chê trách đó phải đúng đắn, có căn cứ, có lập luận hợp lý, thay vì chỉ là những cảm nhận chủ quan. Vì những ý kiến chủ quan của một người khi chia sẻ rộng rãi lại có thể tạo ra ảnh hưởng nơi nhiều người khác,
Nếu ảnh hưởng đó đúng đắn thì tất nhiên là việc tốt, nhưng nếu là sự ảnh hưởng từ những nhận xét không chính xác thì sẽ không tốt chút nào. Có người gọi việc rất nhiều người đi theo thầy Minh Tuệ là hiệu ứng đám đông. Cách gọi này là không chính xác. Hiệu ứng đám đông hàm nghĩa là người tham gia vào một sự kiện nào đó mà hoàn toàn không có chủ ý của chính mình, chỉ làm theo đám đông vì tin rằng đám đông đó hành động đúng. Trong trường hợp những người đi theo thầy Minh Tuệ, chúng ta không thể xác định ý nguyện hay nhận thức riêng của mọi người, nhưng chắc chắn không thể nói chung rằng tất cả họ chỉ làm theo đám đông. Tất nhiên còn có thể bàn thêm về nhiều nguyên do khác nhau, nhưng sử dụng cách nói hiệu ứng đám đông trong trường hợp này là thiếu chính xác, nếu không muốn nói là có thể xúc phạm nhiều người trong số đó. Sau đây là những lời chỉ trích. Có những chỉ trích rất nặng nề đối với việc thầy Minh Tuệ ôm nồi cơm điện đi lang thang, thậm chí còn gọi thầy là thằng ba trợn. Một số khác phê phán, chỉ trích khác, ngay cả từ một số tăng sĩ cho rằng nếu đã tự nói mình không phải tu sĩ Phật giáo thì không được hất thực, không được đáp y, dù là tấm y khác biệt với những tăng sĩ khác, vì vẫn làm cho Phật tử lầm tưởng đó là tăng sĩ. Thậm chí có người còn lạm dụng những từ nặng nề như trộm pháp, trộm tăng tướng, vân vân. Chúng ta sẽ bỏ qua tất cả những chỉ trích tương tự thuộc loại này vì chúng hoàn toàn vô lý, vô căn cứ và thô thiển đến mức người Phật tử tỉnh táo nào cũng có thể nhận ra, không cần bàn đến. Giáo pháp của Đức Phật là rộng mở cho bất cứ ai, ngay cả ngoại đạo tà giáo mà thức tỉnh muốn vận dụng theo một phần lời Phật dạy để tu tập cũng không ai cấm cản. Dưới đây, chúng ta sẽ chỉ đề cập đến những chỉ trích mà người nêu ra có thể hiện tinh thần trách nhiệm, có thiện ý muốn tốt đẹp cho cộng đồng. Và do vậy, những ý kiến chỉ trích này cho rằng lẽ ra thầy Minh Tuệ không nên làm như vậy, không nên đi như vậy, không nên tu theo cách như vậy thì tốt hơn. Dưới đây chúng tôi chỉ nêu một vài ý kiến tiêu biểu thuộc loại này. Đó là việc đắp y nhiều màu, dùng bình bát bằng ruột ngò cơm điện là không đúng pháp. Những người chỉ trích cho rằng ngay cả y phấn tảo được chấp giá từ nhiều mảnh vải cũng phải được nhuộm thành một màu, chứ không thể để lòe loẹt như vậy gây phản cảm đối với hình ảnh một tăng sĩ Phật giáo. Và bình bát là một pháp khí được xem như bảo bối của đạo Phật, không thể tùy tiện thay bằng ruột nồi cơm điện, như vậy là bôi bát làm xấu Phật giáo. Tất nhiên nhận xét như thế nào là quyền của mỗi người. Ở đây chỉ xin nêu hai ý kiến như thế này. Thứ nhất, kinh điển ghi nhận việc một vị tăng chỉ sở hữu duy nhất một bình bát, còn gọi là nhất bát, dùng để đi khất thực, nhưng chưa thấy chỗ nào đưa ra quy chuẩn về bình bát phải làm bằng chất liệu gì hay là làm như thế nào. Từ điển Phật Quan bản Hán ngữ, trong một mục từ nhất bát, ghi nhận biểu thị Phật giáo tu hành giả sinh hoạt chi giảng pháp, tức là biểu thị đời sống đơn giản mộc mạc của người tu hành trong Phật giáo. Dựa theo đây mà nói thì cái bình bát bằng ruột nồi cơm điện của thầy Minh Tuệ không có gì là trái luật, mà ngược lại còn rất đơn giản và mộc mạc. Thứ hai, kinh điển đề cập đến tệ nạp y, gọi tắt là nạp y, cũng gọi là phấn tạo y, đều mang ý nghĩa làm tấm y xấu tệ, không có giá trị với người đời. Chúng tôi không thấy chỗ nào nói đến việc quy định màu sắc đối với y, còn gọi là cà sa, của một vị tăng thông thường thì đúng là không nên chọn màu đẹp đẽ, mà nên nhuộm cho xấu đi, gọi là hoại sắc, trong ý nghĩa là để tránh sự tham chấp vào hình sắc. Riêng y phấn tạo mà một vị tăng theo hạnh Đầu Đà sử dụng thì không thấy nói đến việc nhuộm màu. Kinh Thập Nhị Đầu Đà, Phật thuyết Thập Nhị Đầu Đà Kinh do Ngài Câu Na Bạc Đà La dịch từ Phạn ngữ sang Hán ngữ vào đời Tống có dạy rằng: ưng nhập tụ lạc trung, thập cố trần khí vật hoáng chi linh tịnh, tác tệ nạp y phú trừ hàng lộ. Tức là
nên vào trong xóm làng nhặt những mảnh vải cũ đã dứt bỏ đi, giặt cho sạch sẽ, may thành nạp y đắp lên người để ngăn sự rét lạnh sương gió. Rõ ràng trong kinh không nói đến việc phải chọn màu sắc hay phải nhuộm cho cùng màu các mảnh vải nhặt được. Như vậy, tấm nạp y và bình bát của thầy Minh Tuệ không có gì là không đúng pháp. Còn nếu nói là gây phản cảm, thì đó là cảm nhận riêng của mỗi người, chúng ta không bàn đến. Tuy nhiên, với rất nhiều người đang công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ, yêu mến thầy, thì họ đã thấy là không có gì phản cảm cả. Vấn đề thứ hai là việc một tăng sĩ đi lang thang không trụ xứ là không đúng pháp. Những người đưa ra ý kiến chỉ trích này tranh cãi xoay quanh việc cho rằng thầy Minh Tuệ không thực hành đúng hành đầu đà. Thầy Minh Tuệ không đủ điều kiện như luật quy định để làm một du tăng. Thầy Minh Tuệ lang thang khất thực trên đường như vậy không đúng pháp, vân vân. Trước hết xin lưu ý rằng thầy Minh Tuệ đã tự nói với mọi người rằng thầy không phải là một thầy tu, không thuộc về chùa hay giáo hội nào. Thầy không dám làm thầy bất cứ ai, mà chỉ là một công dân Việt Nam đang tự mình học tập theo lời Phật dạy. Với một người như vậy, thì những chỉ trích như trên là không đúng chỗ. Bởi là một công dân thì có quyền làm mọi điều không vi phạm pháp luật, còn những quy định thuộc về nội bộ của Phật giáo thì không áp dụng cho người này. Tuy nhiên cá nhân tôi vẫn xem thầy là một vị thầy Phật giáo. Đây là ý kiến riêng của chính tôi, dựa trên những gì tôi nghe, tôi biết được, nên tôi sẽ tiếp tục cân nhắc xem những chỉ trích như trên nếu áp dụng cho một vị thầy Phật giáo thì có đúng hay không. Thật ra, việc có những vị tăng sĩ tu hành không ở cố định một trụ xứ là chuyện rất bình thường trong Phật giáo. Trong sách Cảnh Đức truyền Đăng Luật quyển 27 còn ghi lại những câu thi kệ được rất nhiều biết đến. Nhất bát thiên địa phạn, nhất bát thiên gia phạn, cố thân dạng lý du, tức là bình bát cơm ngàn nhà, thân nơi muôn dặm xa. Nếu ở yên một chỗ thì làm sao có việc ăn cơm ngàn nhà? Một thân cô độc đi như dạo chơi trên đường muôn dặm chẳng phải là hình ảnh một vị tăng Phật giáo đó sao? Như vậy có thể thấy rằng việc một vị tăng sĩ chọn tu tập ở một trụ xứ như chùa, tự viện, tịnh thất tất nhiên là quen thuộc với hầu hết chúng ta. Nhưng nếu có người rời khỏi nơi ở cố định để tu tập theo cách vô trụ xứ thì cũng không có kinh điển nào nói việc ngăn cấm. Và cũng theo ý này, thầy Minh Tuệ khất thực đúng pháp, chỉ nhận vừa đủ ăn, không nhận gì khác ngoài thức ăn, chỉ ăn ngày một bữa. Trên con đường muôn dặm thì không có gì sai với giáo pháp của Đức Thế Tôn. Vậy nếu nói thầy Minh Tuệ tu hành đầu đà thì có đúng pháp hay không? Trước hết tôi không dám chắc là thầy Minh Tuệ có tự nhận rằng mình tu hành đầu đà. Tuy nhiên điều đó là có. Chúng ta thử tìm hiểu xem thế nào là hành đầu đà. Trong Thanh Tịnh Đạo Luận và một số kinh điển Nam truyền có nhắc đến 13 hạnh đầu đà như sau. Thứ nhất, hạnh phấn tạo y. Thứ hai, hạnh ba y. Ba, hạnh khất thực. Thứ tư, hạnh khất thực từng nhà. Thứ năm, hạnh nhất tọa thực. Thứ sáu, hạnh ăn bằng bát. Thứ bảy, hạnh không để dành đồ ăn, tức là không nhận đồ ăn sau khi đã ăn xong. Thứ tám, hạnh ở rừng. Thứ chín, hạnh ở gốc cây. Thứ 10, hạnh ở giữa trời. 11, hạnh ở nghĩa địa. 12, hạnh nghỉ chỗ nào cũng xong. Và 13 là hạnh ngồi không nằm. Trích từ Thanh Tịnh Đạo Luận của Ngài Phật Âm, chương 2, Ni Sư Trí Hải Diệt Dịch. Trong kinh điển Mắt Truyền thì hiện còn lưu giữ kinh Thập Nhị Đầu Đà như tôi đã dẫn ở phần trước. Trong kinh này, Đức Phật đã dạy 12 hạnh đầu đà như sau. Nhất giả tại A-lan nhà xứ, nhị giả thường hành khất thực, tam giả thứ đệ khất thực, tứ giả thụ nhất thực pháp,
ngũ giả tiết lượng thực, lục giả trung hậu bất đắc ẩm tương, thất giả trước tệ nạp y, bát giả đảng tam y, cửu giả trũng gian trụ, thập giả thụ hạ chỉ, thập nhất giả lộ địa tọa, thập nhị giả đảng tọa bất ngoạ. Xin dịch nghĩa sang tiếng Việt là: thứ nhất, sống nơi thanh vắng yên tĩnh; thứ hai, thường thực hành pháp khất thực; thứ ba, đi khất thực luôn bình đẳng theo thứ lớp; thứ tư, mỗi ngày chỉ ăn một bữa; thứ năm, ăn điều độ có chừng mực; thứ sáu, sau bữa ăn không uống nước; thứ bảy, chỉ dùng tệ nạp y; thứ tám, chỉ có ba tấm y; thứ chín, ngủ nghỉ nơi nghĩa địa; thứ mười, ngủ nghỉ dưới gốc cây; mười một, ngủ nghỉ nơi đồng trống; và 12 là khi nghỉ ngơi cũng chỉ ngồi không nằm. So sánh như trên, chúng ta thấy số lượng 13 hạnh tuy nhiều hơn nhưng lại vừa thừa vừa thiếu. Chẳng hạn như không thấy có hạnh số 1 nơi ở thanh vắng, và số 5 ăn có chừng mực như trong số 12 hạnh. Trong khi đó, hạnh thứ 12 nghỉ chỗ nào cũng xong, thật ra là thừa khi đã có 4 hạnh từ 8 đến 11 kể ra những chỗ nghỉ dân dân. Kinh Thập Nhị Đầu Đà cũng giảng giải chi tiết về 12 hạnh Đầu Đà. Quý vị nào quan tâm có thể tham khảo thêm. Chúng ta có thể phân chia 12 hạnh Đầu Đà như trên thành 3 nhóm: 2 hạnh liên quan đến y phục, 7 và 8, 5 hạnh là việc ăn uống từ 2 đến 6, và 5 hạnh là về chỗ ngủ nghỉ từ 19 đến 12. Hiểu được như vậy, chúng ta không cần thiết phải so sánh từng chi tiết mà chỉ cần quan sát 3 điểm: ăn, mặc và ngủ nghỉ, thì có thể biết một người có thực hành hạnh Đầu Đà hay không. Bởi vì rất rõ ràng là khi thực hành hạnh Đầu Đà, việc ăn, mặc và ngủ nghỉ của hành giả hoàn toàn không giống như những người bình thường. Cần lưu ý rằng 12 hạnh Đầu Đà cũng giống như 12 sự chỉ dẫn để làm theo, hành giả không nhất thiết và cũng không thể cùng lúc thực hiện tất cả. Chẳng hạn như đã ngủ nghỉ nơi nghĩa địa thì không thể ngủ nghỉ nơi đồng trống, vân vân. So với những gì ta đã nhìn thấy nơi chuyện ăn mặc ngủ nghỉ của thầy Minh Tuệ, ta có thể thấy là không khác biệt, đúng là thầy đang theo hành Đầu Đà. Vấn đề thứ ba là cách tu của thầy Minh Tuệ gây ra sự chia rẽ trong Phật giáo. Những người chỉ trích lập luận, nếu cho rằng chỉ có thầy Minh Tuệ là tu theo chánh pháp, thì không lẽ nào hàng chục ngàn tăng ni đang ở trong các chùa, trong tịnh xá tu viện kia không tu theo chánh pháp? Do vậy, họ lo ngại rằng hình ảnh tăng ni hiện tại đang bị suy giảm trước nhãn quan của quần chúng. Nghiêm trọng hơn, trong nhóm ý kiến chỉ trích này, có người còn cho rằng thầy Minh Tuệ đang gây chia rẽ trong Phật giáo, đang phá hòa hợp tăng bằng việc thực hành cách tu khác biệt của mình. Ý tưởng cho rằng việc ca ngợi thầy Minh Tuệ sẽ làm giảm đi sự tôn kính của Phật tử đối với chư tăng ni ở từ diện, vì cho rằng họ tu không đúng chánh pháp, là một so sánh loại trừ hoàn toàn không đúng. Trước hết, thầy Minh Tuệ không thuyết giảng, không nói chuyện nhiều với Phật tử. Do vậy, việc tôn kính hay là ca ngợi thầy đều là tự phát. Ở đây chúng ta lưu ý rằng, nếu hình ảnh thầy Minh Tuệ gợi lên được niềm kính tín ở một số đông người, thì sự kính tín đó cũng có thể hướng đến chư tăng ni bất cứ khi nào các vị chứng tỏ được rằng mình đang hành trì chánh pháp. Đây không phải là một sự lựa chọn hay loại trừ lẫn nhau. Chỉ cần người Phật tử có sự nhận hiểu đúng về chánh pháp thì chắc chắn sẽ không có những phán đoán sai lầm. Nhưng nếu như người Phật tử không hiểu chánh pháp thì một phần lớn trách nhiệm hẳn phải quy về nơi những người trong nhiều năm qua đã nhận lãnh vai trò giáo hóa. Như vậy, tất nhiên cả hai trường hợp đều không thể đổ lỗi cho sự tu tập của thầy Minh Tuệ được. Cũng cần lưu ý rằng, việc tu tập của thầy Minh Tuệ đã âm thầm diễn ra từ nhiều năm qua, và thầy chưa hề gây ảnh hưởng không tốt đến bất kỳ ai. Do vậy, nếu vì lý do nào đó
mà người Phật tử suy giảm niềm tin đối với một số tăng ni thì cần xem lại chính các vị đó, không có lý do gì để đổ lỗi cho thầy Minh Tuệ cả. Việc tu theo chánh pháp không phải là độc quyền của riêng ai, và chánh pháp của Phật cũng không chỉ riêng là việc khất thực hay theo hạnh Đầu Đà, còn có rất nhiều pháp môn khác được chỉ bày trong kinh điển, mà với bất cứ pháp môn nào trong số đó, chỉ cần người hành trì thực sự chuyên tâm tu tập cầu giải thoát, chắc chắn người Phật tử thành tín sẽ hết lòng kính ngưỡng tôn trọng. Một số người đã đi quá xa khi so sánh việc thầy Minh Tuệ khất thực và theo hạnh Đầu Đà làm chia rẽ tăng đoàn, là phá hòa hợp tăng. Họ so sánh với trường hợp của Đề Bà Đạt Đa thuở xưa đã đề xuất 5 điều cực đoan nhưng bị Đức Phật từ chối. Lập luận này có thể thấy ngay là hoàn toàn vô lý. Đề Bà Đạt Đa là người chủ động đề xuất, kêu gọi những điều mà Đức Phật biết rằng không thích hợp để ứng dụng chung cho tất cả các tỳ kheo, cho nên Phật đã không chấp nhận. Còn trường hợp thầy Minh Tuệ, theo cách nhìn của những người này, có thể cho là đã tu tập một cách cực đoan, vì cũng không thể áp dụng cho tất cả các tỳ kheo. Nhưng điều khác biệt hoàn toàn ở đây là thầy Minh Tuệ không hề kêu gọi hay lo kéo bất kỳ ai tu tập theo giống mình. Và thầy Minh Tuệ cũng không tự chế ra pháp tu mới nào như nhiều người lầm tưởng. Những gì thầy đang thực hành đều có ghi chép trong kinh điển, cho nên quy kết như trên là vô lý và thiển cận. Trong thực tế, chúng ta quả thực đã thấy rõ sự chia rẽ trong hàng ngũ tăng ni qua sự kiện này. Nhưng nói chính xác thì đây chỉ là sự chia rẽ giữa một số các vị tăng, hoàn toàn không thể gọi là chia rẽ tăng đoàn, càng không liên quan gì đến trường hợp gọi là phá hòa hợp tăng. Một tăng đoàn hòa hợp thì chắc chắn sẽ càng tinh tấn, hòa hợp hơn nữa qua sự kiện này. Sự chia rẽ mà chúng ta nhìn thấy trong những ngày qua chính là những luận ý kiến khác nhau từ chính các vị tăng sĩ như tôi đã đề cập. Kẻ khen người chê, không chấp nhận ý kiến của nhau thì tự gây ra chia rẽ. Điều đó không liên quan đến một tăng đoàn hòa hợp đúng nghĩa tu tập theo lời Phật dạy. Và sau đây là những lời khen ngợi. Kính thưa quý vị và các bạn, đã có rất nhiều ý kiến khen ngợi ca tụng thầy Minh Tuệ. Và rõ rệt hơn nữa là đã có hàng ngàn người đổ ra đường để chờ đón thầy hoặc để đi theo thầy, cùng theo thầy vào cả những nghĩa trang hay bãi đất trống khi thầy dừng nghỉ. Sự cung kính của người Phật tử đối với một bậc tu hành là điều rất đáng mừng. Tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng, ngay cả khi khen ngợi hay là ca tụng ai, thì sự khen ngợi hay ca tụng đó cũng cần phải đúng đắn, hợp lý thì mới thực sự có giá trị. Trong thực tế, đối với một bậc chân tu thì sự ca tụng hay là tôn thờ không đúng mức còn là một chướng duyên rất lớn cho vị ấy. Chúng tôi sẽ không lặp lại tất cả những lời khen ngợi đối với thầy Minh Tuệ, mà chỉ xin nêu ra đây một vài điểm mà theo chúng tôi là thực sự chưa thích hợp. Thứ nhất, thầy Minh Tuệ tu hành Đầu Đà là một tầng bậc cao hơn giới luật, chỉ có pháp tu này mới mau giải thoát. Rất nhiều người đã khen ngợi ca tụng thầy, nhưng hoàn toàn không đúng ở điểm này. Chúng ta sẽ thử tìm hiểu qua lời Phật dạy về vấn đề này để thấy được chỗ không đúng. Những gì chúng tôi trình bày dưới đây sẽ cố gắng y cứ vào kinh điển và giáo pháp, hoàn toàn không phải ý kiến chủ quan của người viết. Trước hết là hành Đầu Đà hoàn toàn không phải là một pháp tu, do đó nếu một người suốt đời hay thậm chí nhiều đời nhiều kiếp chỉ giữ theo 12 hành Đầu Đà, người đó cũng không bao giờ đạt đến sự giải thoát, không bao giờ giác ngộ. Thứ hai, hành Đầu Đà khác giới luật và càng không phải là một tầng bậc cao hơn giới luật. Mặc dù chúng ta thấy có vẻ như giữ theo hành Đầu Đà là khó khăn hơn, Đức Phật chưa bao giờ dạy rằng các vị tỳ kheo phải theo hành Đầu Đà mới đạt được sự giải thoát giác ngộ. Thứ ba là hành Đầu Đà khác với khổ hạnh, không phải là khổ hạnh. Chữ Đầu Đà cũng được phiên âm là Đẩu Tẩu,
mang ý nghĩa là rũ bỏ, dẹp bỏ. Nghĩa là những hạnh này có công năng giúp người tu tập rũ bỏ, dẹp bỏ tâm tham dục, sân hận, ái luyến. Các hạnh đầu đà có thể rất khó thực hành đối với người bình thường, nhưng thật ra không quá cực đoan và ép sát như người tu khổ hạnh. Chính Đức Phật đã từ bỏ lối tu khổ hạnh, nên không có lý do gì Ngài lại dạy đệ tử tu khổ hạnh ép sát. Do vậy, nếu chúng ta gọi các hạnh đầu đà là khổ hạnh hoặc đầu đà khổ hạnh đều là sai ý nghĩa. Lấy thí dụ, hạnh đầu đà thứ 5 nói rằng ăn điều độ có chừng mực, đây không thể xem là khổ hạnh. Có người giải thích rằng chỉ ăn một nắm cơm trong bát. Không phải như vậy. Bình bát của vị khất sĩ được gọi là ứng lượng khí, tức là vật chứa tùy theo lượng mức cần thiết. Điều này có nghĩa là nếu một vị tỳ kheo cần một lượng thức ăn nhiều mới đủ bữa, vị ấy có thể chọn một bình bát hơi lớn hơn. Còn ngược lại, nếu ăn ít thì sẽ chọn một bình bát nhỏ hơn cho phù hợp. Đó gọi là ứng lượng. Đức Phật không dạy rằng người tu phải ăn uống thiếu đói, mà dạy rằng nên ăn vừa đủ, biết đủ. Trong Quy Sơn Cảnh Sách Văn, Tổ Quy Sơn có nói: tam thường bất túc, tức là ba chuyện ăn mặc và ngủ nghỉ đừng cho đến mức đủ. Điều này có nghĩa là một vị tỳ kheo nếu ăn ba chén cơm là vừa no, thì gần đến mức no đủ, vị ấy nên bớt lại một chút, còn gọi là bất túc, chứ không có nghĩa là ăn quá ít, ăn đói. Như vậy, nếu một vị thân hình to lớn có nhu cầu ăn nhiều hơn, cần đến 6 chén, thì vị ấy vẫn ăn được đủ 6 chén. Nhưng khi ăn đến chén cuối cùng, lúc đã gần no đủ thì nên bớt lại một chút. Trong Pháp Hoa Văn Cú, Đại sư Trí Khải giải thích về hạnh đầu đà này: đá thực nạn tiêu sanh thủy giải đãi, tiểu thực cơ quyền pháp lực, cố tiết lượng thực. Có nghĩa là ăn quá no thì khó tiêu hóa, sinh ra buồn ngủ và lười biếng. Ăn quá ít thì đói gầy mất sức, cho nên phải ăn uống tiết chế vừa đủ. Chúng ta thấy rõ đây hoàn toàn không phải là khổ hạnh. Và như hạnh thứ 12, khi nghỉ ngơi chỉ ngồi không nằm, có vẻ như rất khó thực hiện đối với người bình thường. Nhưng một vị hành giả tu tập có ý chí kiên cường khổ luyện thì trải qua một thời gian rồi sẽ thấy bình thường, có thể thực hiện được mỗi ngày mà không phải đau đớn khổ nhọc gì. Đó là do cơ thể khi được luyện tập sẽ có khả năng thích nghi. Và đối với những ai có thực hành thiền tọa nhiều đều biết, nếu ngồi đúng tư thế thiền tọa để nghỉ ngơi thì cơ thể vẫn chấp nhận được, cho nên đây cũng không thể gọi là khổ hạnh. Ngoài ra, trong trường hợp đang đề cập, chúng ta cần tìm hiểu và phân biệt thật rõ ràng ba khái niệm khác nhau sau đây. Thứ nhất là giới hay giới luật. Đây là những điều mà bất cứ người Phật tử chân chánh nào cũng phải thọ trì, nghĩa là thọ nhận và giữ gìn theo suốt cuộc đời của mình. Người cư sĩ có 5 giới, vị sa di có 10 giới, vị tỳ kheo có 250 giới, vị tỳ kheo ni có 348 giới, theo tứ phần luật. Những giới luật này là bắt buộc đối với một người đệ tử Phật, trong ý nghĩa là nếu không giữ giới thì người ấy không còn là đệ tử của Phật. Một người cư sĩ Phật tử nếu không giữ theo 5 giới thì danh xưng Phật tử đó không chân chánh, không đúng nghĩa. Thứ hai là pháp môn tu. Phật dạy, nhiều pháp môn tu tùy theo căn cơ hoàn cảnh riêng của mỗi người đều có thể tự chọn cho mình một pháp môn tu thích hợp. Có người tu thiền, có người tu tịnh độ. Mỗi pháp môn tu đều nên có thầy truyền dạy và hướng dẫn để sự tu tập không sai lệch. Thứ ba là các công hạnh. Hạnh đầu đà là một trong số rất nhiều công hạnh mà người tu có thể phát nguyện làm theo, gọi là lập hạnh. Có người lập hạnh chăm sóc người già, có người lập hạnh bố thí, có người nguyện giữ theo 12 hạnh đầu đà. Vào thời Đức Phật, Ngài Mahakayip là người theo hạnh đầu đà và được Đức Phật khen ngợi, gọi là đầu đà đệ nhất. Vì Ngài được Phật khen là đệ nhất,
nên chúng ta biết rằng ngoài ngài Ca Diếp ra, hẳn còn có nhiều vị khác nữa cũng theo hành Đầu Đà, cho nên Đức Phật mới so sánh gọi ngài là đệ nhất. Khi một người Phật tử bước vào con đường tu tập thì quan trọng nhất trước hết là phải thọ giới, giữ giới. Chính vì tầm quan trọng này, Đức Phật đã từng dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn rằng sau khi ngài nhập diệt, các vị tỳ kheo phải lấy giới luật làm thầy. Nếu một tỳ kheo không giữ giới luật thì không còn là tỳ kheo nữa. Sau khi đã thọ giới, người tu hành cần phải chọn một pháp môn tu. Chính pháp môn tu mới là con đường đưa đến sự giải thoát giác ngộ. Pháp môn tu giúp ta nhận biết về chứng nghiệm chân lý. Ở đây là bốn chân đế, tức là tứ diệu đế, do Đức Phật thuyết giảng. Khi tu tập theo pháp môn đã chọn, chúng ta giảm bớt tham sân si phiền não. Sự giảm dần này nếu được duy trì và ta cứ tiếp tục tu tập tinh tấn thì mỗi ngày sẽ càng thêm thanh thản an lạc. Đó chính là hướng dần đến sự giải thoát. Cuối cùng, việc lập hạnh là một phương tiện hỗ trợ trên đường tu. Người tu hành có lập hạnh và kiên trì giữ hạnh tu thì việc tu tập sẽ hiệu quả hơn. Có thể hình dung giống như một chiếc xe, nếu được lắp thêm động cơ phụ sẽ chạy nhanh hơn. 12 hành Đầu Đà có thể nói là một loại động cơ phụ rất mạnh mẽ, cho nên nếu người tu tập có thể giữ theo các hạnh này thì sự tu tập sẽ càng tinh tấn, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, bản thân các hành Đầu Đà không phải là một pháp tu, nên chỉ có thể có tác dụng trợ giúp mà thôi. Ngoài ra cũng cần lưu ý một số điểm tương đồng giữa giới luật và các hành Đầu Đà. Chẳng hạn như hành thứ tư, mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Thật ra vào thời Đức Phật là áp dụng cho tất cả các vị tỳ kheo, không cần phải là người theo hành Đầu Đà. Người nào ăn sau giờ ngọ, tức là giữa trưa, gọi là ăn phi thời, nghĩa là không đúng giờ, trái giờ. Hoặc như hành thứ 8 chỉ có 3 tấm y, thật ra là cũng được áp dụng cho tất cả các tỳ kheo vào thời Đức Phật, không chỉ riêng với người theo hành Đầu Đà. Tuy nói là 3 y, nhưng thật ra chỉ là 3 phần khác nhau để hợp thành một bộ y phục đầy đủ. Và người tu hành chỉ có một bộ đó mà thôi. Đức Phật đã chế định các vị tỳ kheo không được nhận và cất giữ dư thừa nhiều hơn số đó. Điều khác biệt ở đây là một vị tỳ kheo bình thường có thể nhận y do thí chủ may sẵn cúng dường, nhưng nếu đã theo 12 hành Đầu Đà thì không được nhận, mà phải tự mình nhặt vải may thành y phấn tảo để sử dụng. Và tấm y phấn tảo đó phải được sử dụng cho đến khi nào hư mục không thể nào chấp vá được nữa mới được phép thay tấm y khác. Nói tóm lại, thầy Minh Tuệ thực hành hành Đầu Đà là rất đáng kính trọng, nhưng đó không phải là cao hơn giới luật, cũng không phải là pháp tu duy nhất để giải thoát. Chắc chắn thầy Minh Tuệ cũng đã chọn cho mình một pháp tu nào đó ngoài việc giữ theo các hành Đầu Đà. Thứ hai là khen ngợi xưng tán thầy Minh Tuệ kèm theo việc so sánh để chỉ trích phê phán người khác. Rất nhiều người ngợi khen xưng tán thầy Minh Tuệ, nhưng kèm theo đó là so sánh thầy với những người khác để chỉ trích phê phán. Điều này thật ra cũng không có gì sai trái theo quan điểm thế tục, nhưng từ góc nhìn của người Phật tử là không nên làm. Thứ nhất, khi chúng ta tán thán quan hỷ với thiền hạnh của một người, trong lòng ta khởi sinh một niềm vui nhẹ nhàng trong sáng, ta có được công đức của sự tùy hỷ. Đức Phật cũng nhiều lần khuyến khích điều này. Có rất nhiều việc chúng ta biết là tốt đẹp, nhưng tự thân ta chưa làm được. Khi thấy người khác làm được, ta quan hỷ chúc mừng, vui theo với niềm vui thành tựu của người khác. Đó là tùy hỷ. Tất nhiên, hình ảnh thầy Minh Tuệ tinh tấn tu tập theo chánh pháp là một điều khiến chúng ta vui mừng tán thán, nên việc xưng tán thầy cũng giúp ta có được niềm vui tùy hỷ. Thế nhưng nếu kèm theo đó ta khởi tâm so sánh và chỉ trích phê phán người khác, cho dù là phê phán không sai, nhưng chính trong tâm của ta đã tự nhiên mất đi niềm hoan hỷ ban đầu. Như vậy,
đây là điều không có lợi cho chính chúng ta. Chúng ta vẫn có thể và cần phải phê phán những điều sai trái gây tổn hại niềm tin đối với chánh pháp. Nhưng ta nên làm điều đó vào một lúc khác, một thời điểm khác sẽ tốt hơn, thay vì kết hợp hai trong một vào lúc này. Thứ hai là khi chúng ta sử dụng hình ảnh thầy Minh Tuệ để so sánh với người ta muốn phê phán, vô hình chung ta đã tạo ra một sự đối lập tương phản giữa hai bên, và như vậy là lôi kéo thầy vào dòng thị phi tranh cãi, một điều mà chắc chắn thầy đã từ bỏ. Xét về lý, ta không nên làm như vậy. Còn xét về tình, tức là về mặt cảm tính, ta vô tình khiến cho thầy trở thành đối tượng của sự ganh ghét, thù nghịch, và điều đó cũng không nên. Thứ ba, những phê phán loại này thực ra thường chỉ thỏa mãn tâm lý của người phê phán, mà không thực sự có tính thuyết phục cao đối với người khác. Trong tranh biện, muốn chỉ ra sai trái của một người, chúng ta phải dựa trên những tiêu chuẩn khách quan, không thể dựa trên sự so sánh với người khác. Nói một cách cụ thể là, nếu A sai, thì phải do A đã làm trái với những tiêu chuẩn đúng nào đó, và điều này phải được chứng minh một cách độc lập, chứ không thể kết luận A sai chỉ về so sánh với B đúng. Cho nên, muốn phê phán một cách thật thuyết phục, chúng ta cần chỉ ra những điểm sai trái cụ thể, thay vì mang ra so sánh như trong trường hợp này. Một vấn đề nữa đó là bày tỏ tôn kính thái quá. Việc bày tỏ tôn kính là quyền của mỗi người và không có gì sai trái cả. Tuy nhiên, những ngày qua, khi số người ngưỡng mộ thầy Minh Tuệ đã lên đến hàng ngàn người, cùng lúc đổ xô ra đường để chờ đón thầy, đi theo thầy, thì rõ ràng sự bày tỏ đó đã tạo thành vấn đề. Trên nhiều đoạn đường, người ủng hộ thầy quá đông đã tràn ngập cả mặt đường, gây tắc nghẽn giao thông. Sự bày tỏ thái quá này rõ ràng có thể tạo ra khó khăn cho sự tu tập của thầy Minh Tuệ. Thầy đã độc hành như thế nhiều năm qua, đó là pháp tu tập của thầy. Nay, mỗi ngày đều phải đi giữa dòng người đông nghịch, không còn chỗ nghỉ ngơi nào thực sự yên tĩnh thanh vắng, chắc chắn không phải là điều thầy mong muốn. Tuy nhiên, tuy rằng sự tôn kính của Phật tử đối với một người tu hành chân chánh là đáng trân trọng, nhưng nếu sự bày tỏ đó có chừng mực hơn, hợp lý hơn thì sẽ thuận lợi cho thầy hơn trên con đường tu tập. Nhiều người cho rằng đó cũng là cách thử thách để thầy tu tiến. Tất nhiên điều này không sai. Nhưng nếu mọi người Phật tử ngưỡng mộ thầy đều có sự suy xét hợp lý, thì tôi tin rằng họ sẽ không muốn tạo ra tình huống khó khăn như thế cho thầy. Việc đổ xô đi theo thầy quá đông không mang lại lợi ích gì cho tự thân ngoài việc bày tỏ lòng ngưỡng mộ, tôn kính. Tốt hơn là chúng ta nên biến lòng ngưỡng mộ, tôn kính đó thành động lực tu tập để nỗ lực thực hành và hoàn thiện bản thân mình. Khi chúng ta làm được như vậy, chẳng những tự thân ta được lợi lạc, mà chắc chắn thầy cũng được chia sẻ một phần công đức giáo hóa. Đây mới chính là ý nghĩa tôn kính thiết thực nhất. Theo một chiều hướng khác, nhiều người lại ca tụng thầy Minh Tuệ như một vị thánh sống là Phật Di Lặc ra đời. Đây là một sự sai lầm lệch hướng nghiêm trọng. Đối với một người đã tự nói rằng mình đang tập học, thì sự tôn xưng thái quá không phải là yêu kính thầy, mà thực sự đang vô tình gây khó cho thầy. Trong thực tế, ở cõi phàm thánh đồng cư này, chúng ta là những người phàm mắt thịt, thì ngay cả khi có duyên may ở bên cạnh một vị thánh cũng không thể nào nhận biết được. Còn việc chỉ dựa vào những gì đã nghe biết về thầy Minh Tuệ mà tôn xưng thầy là bậc thánh thì e rằng có phần thái quá. Hơn nữa, việc tôn xưng như thế cũng không giúp gì cho sự tu tập của thầy cũng như cho chính chúng ta vậy. Tốt nhất, hãy xem thầy là một bậc thầy qua việc thực hành tinh tấn và nghiêm túc lời Phật dạy đã nêu cho chúng ta một tấm gương sáng để nhìn theo và học hỏi. Sau đây là những niềm vui và nỗi buồn trong câu chuyện này. Chỉ một thời gian ngắn sau khi hiện tượng thầy Minh Tuệ tràn ngập trên các trang mạng xã hội, nhiều hệ quả khác nhau đã phát sinh. Mặc dù thầy Minh Tuệ đã tu tập theo cách này từ nhiều năm qua,
nhưng chỉ một thời gian rất ngắn gần đây, khi các YouTuber, TikToker, Facebooker gần như liên tục đưa lên những hình ảnh, câu chuyện về thầy, thì những ảnh hưởng rộng khắp mới bắt đầu phát sinh theo nhiều chiều hướng khác nhau. Trong thực tế, những hành giả Phật giáo có sự thực hành giống như thầy Minh Tuệ cũng rất nhiều. Tại hầu hết các nước theo truyền thống Nam Tông, các vị tỳ kheo đều nghiêm túc duy trì truyền thống khất thực mỗi ngày, ngay cả khi họ tu tập cố định ở một trụ xứ. Và số người thực hành diễn du để tu tập cũng không ít. Tại Thái Lan, các hành giả tu tập theo truyền thống thiền trong rừng của Ngài Ajahn cũng có nếp sống vô cùng khắc khổ, thiếu thốn nhiều tiện nghi nếu so với cuộc sống của người bình thường. Người Phật tử ở những nơi đó tuy tôn kính các vị, nhưng không bộc phát thành một hiện tượng quá ồn ào như ta vừa chứng kiến. Điều này hẳn phải có nguyên nhân khác biệt của nó. Khi nhìn thấy sự bày tỏ tâm tính của hàng ngàn Phật tử nơi thầy đi qua và rất nhiều những chia sẻ tích cực từ khắp nơi trên mạng Internet, chúng ta không thể không vui mừng khi thấy ít ra là niềm tin đối với chánh pháp của Đức Thế Tôn vẫn đang tiềm tàng trong tâm thức của người Phật tử Việt Nam ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, từ sự bày tỏ lòng tôn kính theo cách hơi thái quá, có phần bất thường của đông đảo những người Phật tử, chúng ta có thể nhìn thấy được phía sau đó là một sự khát khao thiếu thốn sự dẫn dắt và nêu gương của các bậc chân tu Phật giáo. Việc thầy Minh Tuệ không nhận tiền cúng dường của bất kỳ ai, mà chỉ xin thực phẩm vừa đủ ăn mỗi ngày một lần, đúng ra chỉ là điều rất bình thường theo đúng lời Phật dạy, thì lại trở thành một hiện tượng rất lạ đối với nhiều người dân. Đó là vì từ xưa đến nay họ chưa từng gặp. Và bàn đến việc này thì quả thực có nhiều vấn đề nan giải, nhưng nếu muốn Phật giáo phát triển lành mạnh và dài lâu thì không thể không đề cập đến việc Đức Phật chế định trong giới luật tận tình thọ bất đắc trốc trì sanh tượng kiệm ngân bảo vật, tức là vị tỳ kheo suốt đời không được cất giữ tiền vàng vật quý, là điều không ai có thể phủ nhận được. Thế nhưng, liệu điều giới này phải được vận dụng giữ theo như thế nào trong thời đại hiện nay thì quả thật không dễ dàng nói được. Nếu nói rằng đã là giới luật là nhất thiết phải y theo, thì chúng ta cũng phải thừa nhận ngay là hầu như mọi sinh hoạt Phật giáo trong hiện tại sẽ hoàn toàn tê liệt. Tuy nhiên, theo chiều hướng ngược lại, nếu một vị tỳ kheo lại hầu như quên hẳn đi, xem như chưa từng nghe biết đến điều giới này, thì cũng là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bởi vì điều đó rõ ràng dễ dàng dẫn đến sự lạm dụng niềm tin của tín thí, dẫn đến sự phóng túng buông thả và thậm chí là sa đọa trong nếp sống của nhiều tăng sĩ. Nói như vậy cũng không phải là quá lo xa, mà thật ra là đang đề cập đến những gì đã và đang diễn ra trong giai đoạn gần đây. Và đây là một nỗi buồn rất lớn cho mọi người Phật tử, cho tương lai của Đạo Pháp. Trước thực trạng đó, nhiều Phật tử đã phản ứng bằng cách không tiếc lời chê bai, công kích hoặc châm biếm những kẻ sa đọa mà họ gọi là ma tăng, sử dụng tiền cúng dường của tín thí cho cuộc sống xa hoa của riêng mình. Những phê phán của họ không sai, và từ quan điểm tích cực, có thể đó là điều cần thiết để thức tỉnh những tín đồ mê muội đang dây quanh các ma tăng này. Nhưng thực tế cho thấy, dường như điều đó chưa thực sự mang lại kết quả nào. Và đây cũng là một nỗi buồn lớn cho người Phật tử, khi hình ảnh cao quý của chư tăng bị hoen ố bởi chính những người đang giữ trọng trách hoằng truyền lời Phật dạy. Hình ảnh thầy Minh Tuệ xuất hiện vào lúc này, cùng với hiện tượng xôn xao trong những ngày qua, dường như gợi mở ra một điều gì đó để chúng ta có quyền hy vọng. Những bước chân thầm lặng của một con người tự hạ thấp mình, hạ thấp mọi nhu cầu vật chất của bản thân xuống đến mức tối thiểu, giờ đây dường như đang phát ra âm vang hùng hồn còn hơn cả vạn lời thuyết giảng. Điều này chứng minh một thực tế là hạt giống thiện lành trong lòng người Phật tử Việt Nam ở khắp mọi nơi vẫn đang còn nguyên đó, nhưng không thể được khơi dậy bởi những lời thuyết giảng suông
hay những lý thuyết cao siêu xa vời. Người Phật tử cần có một hình mẫu thực tế để chứng minh một cách giản dị nhưng đầy thuyết phục rằng một đời sống tu tập theo đúng lời Phật dạy là có thể. Và có một con người bằng xương bằng thịt đã và đang thực hành như vậy nhiều năm qua. Trong hàng triệu Phật tử Việt Nam, hiện có bao nhiêu người có thể tu tập như Thầy Minh Tuệ? Tôi không có ý nói đến việc rập khuôn với pháp bộ hành như Thầy, nhưng chỉ cần là thực sự chuyên tâm tu tập theo đúng lời Phật dạy, ở đâu đó trên đất nước này, tôi tin chắc rằng vẫn có những vị tăng ni với đạo tâm kiên cố và tấm lòng thiết tha với đạo pháp đang âm thầm tu tập như vậy, nhưng ít người biết đến. Thầy Minh Tuệ chỉ là một trong số họ vừa được công chúng nhìn thấy do những nhân duyên tình cờ, nhưng có thể chính là một gợi mở để cộng đồng Phật tử được biết đến nhiều người khác nữa. Sẽ là thế nào nếu chúng ta có được 2-3 cho đến rất nhiều vị tiếp tục hiện ra? Sẽ thế nào nếu sẽ có 1-2-3 cho đến nhiều ngôi chùa mà tăng chúng ở đó ai cũng tam y nhất bát, mỗi ngày chỉ nhận cúng dường thực phẩm vừa đủ ăn và nỗ lực tinh cần tu tập? Cho dù các vị ấy không thuyết pháp, những Phật tử dây quanh các vị cũng sẽ luôn được thấm nhuần pháp vị, và chắc chắn là niềm tin vào tam bảo của họ sẽ ngày càng kiên cố hơn. Tuy nhiên, với sự chuyên tâm tu tập đúng chánh pháp và học hỏi kinh điển thì chắc chắn là bất kỳ điều các vị nói ra sau đó cũng đều sẽ là chánh pháp. Đức Thế Tôn dạy rằng tất cả các pháp đều do nhân duyên hợp tan thành hoại, cũng đều do nhân duyên. Nếu duyên lành đã đến, hẳn những điều như trên sẽ không chỉ còn là mơ ước của người Phật tử. Nhưng nếu nhân duyên không hội đủ thì ít ra đây cũng là một tiếng chuông cảnh tỉnh, và người Phật tử phải luôn nhớ rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì nỗ lực tu tập của tự thân mỗi người vẫn luôn là yếu tố quyết định cuộc đời của chính mình. Và sau đây là lời kết cho câu chuyện này. Anh Đỗ Hồng Ngọc kể lại rằng một lần anh đến thăm Hòa Thượng Thích Thanh Từ và thưa hỏi nhiều chuyện. Lúc anh ra về, anh thưa với thầy rằng nãy giờ học với thầy nhiều quá, giờ xin thầy một chữ thôi trước khi về. Thầy cười và nói đúng một chữ: buông. Thật tuyệt vời, tôi tâm đắc với sự tóm gọn này. Suy cho cùng, cuộc đời của mỗi chúng ta từ lúc bắt đầu ngậm bầu sữa mẹ là đã bắt đầu bám dấp. Khi thấy có người đến gần là đưa tay che bầu sữa bên kia để giữ riêng cho mình. Càng lớn lên, những thứ mà ta bám chấp cũng ngày càng nhiều hơn, chứ không chỉ là việc đưa bàn tay bé xíu che bầu sữa mẹ. Thế rồi, có duyên lành đến với Phật Pháp, ta học được biết bao điều cao quý. Nhưng xét cho cùng, bất cứ điều nào trong số đó dường như cũng đều hướng ta đến sự buông xả. Rồi trải qua biết bao nhiêu dùi dập khổ đau trong cuộc sống, cuối cùng chúng ta mới có thể nhận ra một điều đơn giản là càng buông được nhiều thứ, cuộc sống của ta càng thanh thản, nhẹ nhàng hơn. Và hơn thế nữa, còn có một quy luật bất biến muôn đời là cho dù ta không học được cách buông xả, thì đến phút cuối đời rồi ta cũng phải buông tất cả. Hình ảnh thầy Minh Tuệ đầu trần chân đất, thanh thản bước trên con đường đã cho tôi một ấn tượng vô cùng sống động về chữ buông. Ở hình ảnh đó, nếu xét theo những nhu cầu của một con người đang sống, dường như ta không còn tìm được bất cứ một thứ gì để có thể buông ra được nữa. Một tấm y không thể dùng cho ai khác, một ruột nồi cơm điện nếu dứt đi e rằng cũng không có người nhặt lấy. Và chỉ có vậy, không còn gì khác trên tấm thân xác thịt của thầy. Ấy vậy mà có lúc thầy đã nói: con chỉ còn cái mạng này, nếu còn sống thì con tu tiếp. Hóa ra mạng sống mới chính là tài sản quý giá nhất thầy chưa buông, vì còn đang giữ lại để tu tiếp. Có phần chắc chắn là trong một thời gian nữa,
những quan tâm đến thầy Minh Tuệ sẽ dần dần lắng xuống. Và tôi mong là như vậy, để thầy có thể tiếp tục những bước chân tu tập an tĩnh và an vui của thầy. Mặc dù vậy, hình ảnh đơn sơ mộc mạc của thầy trong những ngày qua đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp. Tôi tin rằng điều này cũng xảy ra với nhiều Phật tử khác nữa. Chúng ta luôn cảm thấy mình còn thiếu thốn điều này vật khác. Nhưng khi soi vào tấm gương của thầy Minh Tuệ, ta mới nhận ra mình có quá nhiều, thậm chí là thừa thải nữa. Chỉ riêng một điều này thôi, chắc chắn đã làm cho cuộc sống của chúng ta nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cả về vật chất lẫn tinh thần. Cho dù chúng ta đã đọc hiểu lời dạy của Đức Thế Tôn không biết bao nhiêu lần, tất cả chúng ta đều cần đến sự minh họa sống động cho những lời dạy ấy. Và đó chính là vai trò của những bậc chân tu khi xuất hiện ở đời này. Đức Phật đã dạy rằng tâm thức vô thường, dị sinh dị diệt. Phàm phu chúng ta dù nỗ lực tu tập đến đâu cũng còn chưa thể biết chắc được ngày mai, một năm, hai năm hay là 10 năm nữa, chúng ta cũng không thể chắc chắn rằng thầy Minh Tuệ còn giữ được chân cứng đá mềm như những năm qua. Nhưng điều đó không hề gì cả. Ngọn đèn phước tuệ chỉ một lần tỏa sáng cũng đã đủ để giúp ta soi thấy những góc khuất trong chính tâm hồn của mình. Sự hoàn thiện của mỗi người vẫn thuộc về nỗ lực của bản thân mình. Tôi thực sự vui mừng với cơ duyên được biết đến hình ảnh tu tập của thầy Minh Tuệ. Và bên cạnh thực trạng Phật giáo nước nhà đang đầy rẫy những biến tướng đáng buồn, hình ảnh đơn sơ mộc mạc của thầy như một điểm lóe sáng để chúng ta nhen nhóm lên những hy vọng về tương lai. Kính thưa quý vị, kính thưa quý Phật tử và các bạn, sau rất nhiều bài viết đăng tải trên mạng, chúng tôi, những người làm kênh YouTube truyền thông Phật giáo, rất tâm đắc với bài viết trên đây của tác giả Nguyễn Minh Tiến, được đăng tải trên website thuviệnhoasen.org. Chúng tôi hy vọng bài viết của tác giả phần nào phân tích đầy đủ và truyền tải các nội dung xoay quanh thầy Minh Tuệ một cách đầy đủ và khách quan, công tâm nhất. Với sự trợ duyên của nhiều YouTuber, thầy Minh Tuệ nhanh chóng trở thành một luồng gió mát, một cơn mưa rào, một sự chấn động thức tỉnh. Hình ảnh đôi chân trần, y áo giá, một cái nồi cơm điện ăn ngày một bữa, xin ăn qua ngày, không cầm tiền, không tích trữ thức ăn, thầy đã mang lại thiện cảm lớn, xúc động mạnh cho nhiều người. Thầy đại diện cho một sự đối lập mạnh mẽ với những giá trị vật chất và tinh thần mà xã hội đang chạy theo. Mọi nhu cầu vật chất bình thường như thức ăn, quần áo và chỗ ở đối với thầy đều được giải quyết bằng cách tối giản và triệt tiêu nhất có thể. Thầy đi khất thực và chỉ ăn một bữa mỗi ngày vào trước 12 giờ trưa. May những mảnh vải thừa mà người khác đã vứt đi để mặc. Thầy không nhận tiền cúng dường và không cầm thừa đồ ăn, để cho bữa sau còn có thể đến với những người khác. Thầy dùng đôi chân trần đi bộ gần như toàn bộ quãng đường tu tập mà không nghĩ tới đích đến, và thầy khẳng định sẽ hành thiền trọn đời chỉ để tìm kiếm sự ngộ đạo và bình an trong tâm hồn. Dưới ánh sáng của thầy Minh Tuệ, chúng ta nhận ra rằng sức hút không nằm ở trong sự nổi tiếng hay là tài sản, mà nằm ở trong sự khiêm tốn và lòng từ bi.